là cực kỳ quan trọng. Thành ra gì chị học mà chị không có nói cho lại đàng hoàng, mà khi mà mình hướng dẫn người ta mà không đúng thì cũng là phạm tội nha. Rồi vậy là đi về thôi em. Rồi ok, cảm ơn chị. Rồi bắt đầu làm cái tay của em làm đi. Coi chị đứng về. Rồi dẫn về đi. Bây giờ là bắt đầu sửa nha. Lâu lắm rồi em. Trước cái bắt đầu đi chữa bệnh thì cũng hết. Rồi cái bắt đầu bữa đó đi thoải mái đâu có gì đâu. Bưng có cái ca nước nhỏ nhỏ này nè, thì các bạn cũng hết cách vậy nè. Là chưa phải mình khờm suốt rồi mà mình bị đau mình cũng không tức nữa. Mình mới lỡ tới các bạn đó mình vừa về cái da tôi đau vậy. Nó đau từ này đau như này nè. Đúng rồi. Đau như này. Nó chèn cuộc sống em. Dạ, cho nó nhức. Nó nhức nguyên cái cả này luôn, đi không có được luôn. Đó, là nhức cái chuyện này. Nhức như nào? Nhưng như phải. Coi mọi người thấy không? Ba này là hậu quả của cái điều trị bằng thuốc tây này. Tức là điều trị không tới nơi tới chốn rồi cứ uống ba cái thuốc tây vô rồi cái bụng bả càng ngày bự, mặt càng ngày càng sưng. Thấy chưa? Mà bệnh càng ngày càng trầm trọng không hết được. Bây giờ là mổ thôi. Mà mổ bả là khó lắm nha, tại cái năm rồi là mổ đó thầy, mà mổ rồi cái em vô em chưa đi học nữa mà em làm với chị hết đau như vậy luôn không mà. Không lẽ ngày mai là đi mổ rồi đó. Mày vô bệnh viện cái coi theo thầy đó vậy. Cái kỳ đó hả? Coi theo thầy cái là không ngồi được mà không đứng được luôn. Trời ơi tôi muốn chết vậy đó. Cái bắt đầu sao rồi nó xuống nó nói là lúc đó em chưa học á. Và vợ chồng của nó là bị đi không được 4-5 năm rồi. Mà giờ em coi trên mạng em bắt chước em làm sao mà vợ chồng em mới đi được. Cái đâu gì năm ngậu xuống đây em làm cho. Cái bắt đầu tôi nó làm cho tôi cái tôi nói tôi ngồi được, bởi vì tôi ngồi được, tôi nói trời ánh sáng ơi, sáng mà tôi ngồi được mừng quá. Mọi người ủng hộ cái chị thầy chữa trên học trên mạng cái này. Chỉ có học trên mạng thôi, học lóm của thầy trên mạng thôi mà chị có tay vậy là thứ bảy này phải đi học nha. Thứ bảy giờ này thứ bảy giờ này học nha. Mà sao mà đứng nghe mà đi được, bỏ mỏ khỏi mổ luôn á. Rồi nằm xuống. Thế là ngày mai là sắp xếp lịch mổ rồi. Dạ, là năm rồi á, đúng năm rồi đó. Rồi. Ngày mai là bà đeo là bằng mẫu đóng 100 triệu rồi đó. Bằng mẫu bà đi về. Rút lại 100 triệu luôn. Đi về, đúng mẫu. Lấy lại 100 triệu. Lấy lại. Lấy lại 100 triệu. Rồi, đi kiếm rồi. Học bây giờ học đi về làm cho bà. Nhưng mà mình đi nhà xa quá. Mình ở bốn xã, chỉ tới ở cầu diễn đường á. Thì hôm trước có qua cũng làm cả tháng. Rồi mình lúc này bận quá, có thời gian mà không có đi. Quá rồi. Cái là những người này là dùng corticoid rất nhiều và là phải cẩn thận vì phải rất là dễ gãy hết chứ. Đó đúng rồi. Cái tay bà này bà vỡ mạch máu vỡ hết. Đó. Đó cái cuộc sống ha. Rồi. 1 2 3. Rồi 1 2 3. Không rồi uống thuốc giảm đau là rất là nguy hiểm. Rồi giữ chặt nha. Rồi bước. Rồi đội đăng tin. À, bạn này bắt chịu đòn, thấy gì? Theo, bấm bài nhất là tỉnh queo, thấy chưa? Về quá không rồi. Bây giờ hết ghế. Ra hết không khí ấy. Bây giờ hết ghế. Xả miệng ra hết vô. Giờ đi bỏ ghế rồi. Hết hơi vô coi. Đều bỏ ghế rồi. Hết hơi vô, thở ra, mũi. Bộ tâm linh đó là khi mình bấm thì người bệnh nhân rất đau. Nhưng mà sau đó là cái chân nó nhẹ như bông mấy giờ rồi chạy đi. Rồi bà bước xuống, bà bước xuống mà đi. Rồi đi đi. Rồi bà bước xuống. Bây giờ đừng có sợ nữa. Rồi bà đi được rồi đó. Đi không có cần ghế nữa. Rồi bà bước lên, bước lên, bước lên, bước lên. Đi thẳng lên, rồi bà cứ bước đi. Rồi bước đi. Không té không? Rồi chỗ này không, bà cứ bước đi. Đi bước ra liền lên. Bố nó
bà nó đỡ nhưng mà hai chân bấm đau quá. Cười rồi, cười rồi. Bây giờ nghe sao rồi? Mà cô có mua cái bộ chia tay cái ghế không? Nhà đâu có đi được đâu, mua cái ghế thì đây đó, bữa đó đó, đi vậy mà té này nè. Té nó sụp cái cẳng xuống, chở cái ghế nó xuống cái bắt đầu trời ơi, mà cái chân lên nặng, chân lên nhẹ. Đó. Rồi, bây giờ đi là nãy là thấy sao rồi? Thấy nó hết, nó bớt đau nhiều lắm. Bớt đau nhiều lắm rồi thôi. Bây giờ bà lên kia mà ngồi, nó đi ta làm việc nữa. Rồi, ok, xin cảm ơn. Hốt đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0937853823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652 0326811258.